ghê. Tháng tự nhiên tiền nó nổi trội lên bao nhiêu tiền. Đấy là kiểm tra lên, hồi nó không minh bạch như bây giờ, nó không cho mình cái số điện thoại nào mà nhiều tiền như thế được. Thế là phải hỏi nó mới cho nó có một cái chỗ dịch vụ là đọc truyện. Biết được cái nút không biết cái nút gì đấy. Thế là nó hồi một thời kỳ nó cũng ấn cái nút đấy. Thế là người ta đọc cho nó nghe. Sao đời nó có biết tiền gì đâu. Bố mẹ nó cứ cười lắm ra rồi cũng phải trả thôi. Có ông bà đấy nữa thì thôi. Ông bà cũng nghe biết đảm nào. Ông bà cũng tiết kiệm. Ông bà ôi thế nhiều tiền thế thì thôi. Không nghe đấy chứ. Không nghe nữa. Đọc chuyện chưa? Không đợi thôi. Cười lắm. Nó nhanh thế. Mới thế mà là 20 năm. 20 năm. Còn bông nữa là 26 năm. Chẳng biết. Ba thế ở nhau trong một nhà mẹ. Ngày đấy chắc anh tóng về đi thì phải nhanh chứ. Thuần ở như thế thì chắc mình chết luôn đấy. Xong quà thế. Thế quà sao? Đủ quà là anh tóng bên đấy. Làm gì? Cất tiếng, sợ. Tập thể dục dưới vòi nước ấm. Cho đến khi nước nó hết ấm thì mới thôi. Chịu mất tiếng. Gần một tiếng đấy. Em bấm mà gần một tiếng. Thôi tô cao quá. Tô cao quá trời. Có bán hàng cho lòng khẩn cho cái trong địa. Đây hôm nay mình đi nữa không bảo chả cầm đi. Đây hôm nay chú ngày thường. Ngày thường. Ngày thường. Đây nó toàn bán buôn hết, mua lẻ nó không bán. Không bán nhỉ? Mua lẻ là mua nhiều cơ. Chứ nó ăn đổ tàu cơ. Bán lẻ là không bán thì bán đồ bán. Chó hay là chó họ bỏ cái xe của bạn ạ. Mua hàng cho. Bạn thọ cho nó cả mắt. Ngồi đi cái xe đẩy. Sao mà làm được không? Mọi người đều
làm gì được nhá. Vàng, vàng, vàng. Hơi cắn ăn đòn. Hơi cắn ăn đòn nghe đã chưa? Hơi cắn ăn đòn. Chụp lần này đúng không nhỉ? Ờ, cấm mô tô đâu? Nó không có mô tô. Thì chú tốt. Khi cả cái xe tải kia đi qua được đi. Cái xe tải nó không biết đi vào. Về cái cổng thành ngày xưa đây. Đấy, những cái cổng thành, cái thành nó bao bọc quanh Thăng Long. Thời kỳ của Pháp là họ phá hết. Còn lại một hai khúc này. Bởi vì họ bảo cái thành nó làm cho không khí không được lưu thông ấy, cho nên gây ra nhiều cái ốm đau bệnh tật. Thế là nghiên cứu thời gian nó phá, thế là còn mỗi mấy cái đoạn này đó. Một cái đoạn thành bao quanh thành Thăng Long này, chứ nếu còn giữ lại được thì nhiều. Bây giờ vẫn còn thỉnh thoảng có một số đoạn. Chợ này, dân kể chợ sau trận là chợ Đồng Xuân, đây là phía sau chợ Đồng Xuân. Nó cũng có sẵn bếp vào in thôi. Có gì hay hay.